đây. Con từng đọc báo và có tìm hiểu trong lịch sử y học ghi nhận nhiều trường hợp mà người phẫu thuật đang được gây mê, rơi vào hôn mê, hoàn toàn không còn cảm thấy gì nữa. Khi tỉnh lại, người ta mô tả rằng họ đang ở trong một trạng thái trên không và nhìn thấy chính bản thân họ đang được làm phẫu thuật. Họ mô tả lại rất rõ quá trình phẫu thuật và có những ai ở đó, hoặc thấy rất rõ về căn phòng bên cạnh, di chuyển đến một nơi rất xa. Vậy sư cho con hỏi, nếu không có một linh hồn tồn tại độc lập, cũng không có trạng thái xuất hồn, thì giải thích trường hợp trên như thế nào? Tại sao họ có thể nhìn thấy rõ mọi thứ dù thị giác, thính giác, xúc giác đã rơi vào trạng thái hôn mê? Con đọc kinh thấy Đức Phật cũng từng dùng thần thông lên cung trời Đấu Suất để giảng pháp cho chư thiên nghe. Vậy ở đây Phật xuất hồn lên cung trời Đấu Suất hay dùng thân tứ đại trực tiếp lên? Đi sang một số vị Phật tử khoe với con là họ đã từng xuất hồn khi ngồi thiền và đi đến một cảnh giới nào đó, hoặc thấy chính bản thân họ đang ngồi thiền. Kính mong sư giải đáp cho con. Xin sư giải thích về trường hợp người chết 1-2 ngày rồi đột ngột sống lại. Con thấy trường hợp này không hề ít. Khi chết thì ngũ uẩn đã diệt rồi và có thể họ đi luân hồi tái sinh ngay lập tức. Vậy nếu thế thì tại sao vẫn có những người chết đi rồi sống lại? Lẽ nào do một phi nhân nào đó nhập vào cái xác và sử dụng xác đó? Đây là cái câu hỏi mà sư nói là cái gì nó thú vị đó. Thưa với quý vị á, là tại vì mình ở Việt Nam, nó chịu cái ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, thành ra mình thấy mấy cái vụ này nó là cái gì đó mà nó ghê gớm, nó kinh khủng, nó huyền bí, nó này nọ lắm. Nhưng nếu như quý vị đi qua những xứ như là ở Miến, ở các vị đó có thái độ rất nghiêm túc với những việc như thế này. Tức là quý vị nếu như nói đó, quý vị hành thiền mà quý vị xuất hồn ra, quý vị thấy cái này cái kia là các vị đã kiểm chứng ngay. Phải làm được nha. Tức là bây giờ đó, quý vị ngồi đó đi, hành thiền đi, rồi xuất hồn đi. Nhưng mà trước đó là nhắc là nhớ để ý tới cái gốc đó đó. Thì ví dụ như cái gốc đó là cái vị sư hoặc vị cư sĩ ngồi ở đó, vị đó làm cái gì, hoặc thậm chí rõ hơn nữa đó là vị đó ngồi viết cái gì, nội dung mà người đó viết là viết cái gì. Và sau khi mà quý vị gọi, sư tạm gọi là quý vị xuất ra ha, quý vị theo dõi rồi xong rồi đó, quý vị sẽ trình bày lại là như thế nào, và ở đó chư tăng sẽ đối chiếu làm rõ vấn đề đó để cho quý vị tỉnh hồn ra là mình đã ảo tưởng như thế nào. À, còn có trường hợp nữa như thế này nè, có vị đó ngồi thiền mà vị đó nói rằng vị đó thấy được, vị đó giống như có thiên nhãn, vị đó thấy được là ở cái nhà của vị đó đó là người này đang làm cái này, làm cái này, làm cái này, rồi cũng đối chiếu luôn. Thời nay có công nghệ rồi, gọi điện video á, gọi điện video cho cái người ở nhà đó, gọi video trong, bây giờ anh cứ ngồi đi, anh ngồi rồi anh quan sát nha, bây giờ tôi gọi điện video rồi. Nó có vụ như vậy nè, sau khi mà xong rồi ha, cái người này xuất thiền và mô tả lại đó là cái có người này đi tới, người kia đi lui, rồi có người thậm chí là gãi bụng nữa. Và quý vị biết là khi mà chiếu cái video lên á, đố quý vị ở nhà nó có cái gì, nó trống trơn à, không ai làm gì hết trơn, căn nhà trống. Mà trong khi đó cái người đang hành thiền họ mô tả như đúng rồi. Nhưng mà đương nhiên có những trường hợp là có, nhưng mà cái trường hợp đó thì thôi sư nói mới công quý vị ảo tưởng nữa. Nhưng mà tốt nhất á, như sư nói, nếu như quý vị đi qua những cái xứ mà họ coi cái chuyện hành thiền là nghiêm túc á, họ kiểm chứng liền cho quý vị coi để chúng ta biết được tại sao như vậy. Không phải là để làm cho quý vị bẽ mặt hay cái gì hết, mà là với thái độ nghiêm túc khi hành thiền là để cho chúng ta biết là cái chúng ta thấy là đúng hay là cái chúng ta thấy là nó là do ảo tưởng. Tại vì nếu như chúng ta hành thiền mà chúng ta ảo tưởng như vậy đó, rất dễ dẫn đến tình trạng điên loạn. Thành ra là chư tăng đối với những trường hợp như vậy rất là nghiêm túc. Còn cái chuyện mà xuất hồn mà như là cái vụ mà
Phẫu thuật thì cũng phải được kiểm chứng y chang như vậy. Tức là nếu như anh nói đó, anh trong cái trạng thái đó anh có thể thấy được như vậy thì anh phải lặp lại được. Quý vị đã từng sư tinh quý vị đã từng trải nghiệm cái giai đoạn như thế này nè. Tức là khi mà chúng ta ngủ á, mà chúng ta ngủ nó chưa có chìm sâu hoàn toàn vào cái giấc mơ á, giấc ngủ á. Thí dụ như là người ta nói cái gì đó và mình nghe được thì tự nhiên là ở trong đầu mình bắt đầu mình liên tưởng tới một cái câu chuyện và giống như là mình thấy được cái tương tự như vậy đó. Ví dụ như ở ngoài họ đang bàn, họ nói chuyện với nhau và mình trong cái trạng thái là không có bất tỉnh hẳn thì mình sẽ dựa vào một vài cái lời nói đó và tự mình tái tạo nên một cái khung cảnh như mình mong muốn. Nó có như vậy nữa. Cho nên là sư đối với những cái trường hợp như thế này là mình phải nghiêm túc chứ mình không phải là mình nói chơi chơi được. Còn cái chuyện mà chết một hai ngày đột ngột sống lại cũng y chang như vậy đó. Tức là có những trường hợp mà mình phải đối chiếu thưa quý vị chứ không phải là mình chỉ có tưởng tượng đâu. Có những người đó họ nói là họ chết rồi họ đi họ mô tả địa ngục rồi mô tả thế này thế kia nhưng thực tế họ chỉ là đang ảo tưởng thôi. Nhưng mà lý do tại sao người ta tin sái cổ là bởi vì không ai kiểm chứng. Và bởi vì người ta thích tin vào chuyện lạ hơn là cái chuyện ngồi hít thở. Tự mình kiểm chứng thì khó mà nghe người ta đồn thì khoái lắm. Đó là cái vấn đề của mình nè. Và không biết là cái vấn đề thú vị này thì sư Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào đó trong quá trình sư đi tu tập ở miếng rồi này nọ kia thì có nghe những cái trường hợp mà thần thông kiểu như vậy hay không? Thì đối với vậy, cái vấn đề mà thần thông á, mà thông thần thông á, mà khả năng thấy được á, như Đức Hành Tuệ, nghĩa là phải siêu phải xác định đầu tiên là cái quan điểm của Đức Hành Tuệ cũng là cái quan điểm, cũng đồng quan điểm, sư cũng đồng quan điểm như vậy. Vì ở đây á, ngay cả cái việc mà ở đây á, thì sư thấy là cái nói mà xuất hồn rồi khi bị phẫu thuật rồi hôn mê chết này nọ mình ngay cả mình phải bản thân mình phải hiểu rõ thế nào là chết thực sự nữa thưa quý vị, chết thực sự. Còn khái niệm về chết mà mình còn mơ hồ á thì mình sẽ nghĩ à chắc còn hiện hữu cái linh hồn đâu như thế nào đó rồi mình mới tưởng tượng ra như vậy. Như trong vị pháp thưa quý vị có nói khi mình nói định nghĩa về chết thế nào là một người chết, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi thế nào là một người chết thì trong vị pháp có bị định mới có định nghĩa là như vậy. Một người chết đó, nó có ba điều kiện. Thứ nhất là người đó bị cắt đứt cái mạng quyền, cái thứ hai đó, là cái hơi ấm cơ thể, cái thứ ba là cái thức là bị diệt đó, bị diệt mất đó. Thì cái thỏa ba điều kiện này nè mới gọi là một người chết. Mà ba điều kiện này á, thưa quý vị, là theo sư biết á, là y học hiện đại bây giờ nè vẫn chưa có thể mà gọi là kết luận đâu. Đôi khi người ta dùng cái từ mà gọi là chết lâm sàng thôi. Còn gọi là chết thế nào mà định nghĩa chết chính xác á, sư nói quý vị nó phải thỏa ba điều kiện đó. Mà ba điều kiện này theo sư nghĩ nha, một người chết á, mà gọi là chết xong mà đi tái sanh tức khắc liền á, theo đúng tinh thần cái điển nguyên thủy á, thì cái năng lực cái đó thì chỉ có các bậc thánh mà có chứng thần thông đó, có thần thông đúng không thì mới biết rõ thôi. Bởi vì á, khi quý vị á, không có hiểu được á, cái chết định nghĩa chết theo đúng tinh thần mà trong kinh Tạng Pali thế nào, cho nên quý vị cứ mơ hồ rồi nghe những cái điều mà giống như là có linh hồn xuất hồn rồi đi chỗ này chỗ nọ nọ đó, không, quý vị thì hiểu sai. Còn ở đây cái câu hỏi thứ một thứ nhất này nè, có thêm một câu hỏi thứ hai loại là con đọc trong kinh thấy Đức Phật dùng thần thông đi lên cung trời Đao Xuất để giảng pháp cho chư thiên nghe, vậy ở đây là Phật xuất hồn lên cung trời Đao Xuất hay là dùng thân tứ đại trực tiếp đi sang? Thì thưa quý vị, ở trong kinh có nói cái trường hợp mà Đức Phật á, ngài á
đi lên cung trời đâu, chính xác là cung trời đậu lợi chứ không phải đậu xuất thưa vị. Cung trời đậu lợi ngài thuyết tạng A Bí Thăm Má cho thân mẫu của mình để tiếp độ bà. Và cái trường hợp thứ hai là ngài đi qua bên Bắc Lưu Châu để ngài cất thực. Thì ở đây chứ trong kinh điển có nói đó, đó là một cái khả năng mà gọi là một vị Phật, mà gọi là vị hóa Phật, vị hóa Phật. Rồi, từ Bali suy nhớ không biết suy nhớ có sai không, gọi là Nimitta, Nimitta vị Phật, Nimitta Bức Đá, có nghĩa là một vị hóa Phật đó. Thì hóa vị hóa Phật thì mình hiểu là sao. Ở đây á, có một lần suy nghe sẽ rất nguyên giải thích đó. Một vị hóa Phật á, mình phải hiểu ở đây á, là nếu mà đó, nếu mà giờ sẽ lấy ví dụ nha, cái ví dụ á, để cho quý vị dễ hiểu là quý vị lên YouTube để đánh vô cái công nghệ gọi là hologram á, à nó cũng hiện như một cái con người mà nói chuyện vậy đó, nhưng mà không phải một người, một thực thể, một cái người mà có thân có tâm đầy đủ đó, thì quý vị phải hiểu trường hợp Đức Phật, Đức Phật dùng một vị dùng thần thông á, một vị hóa Phật là như vậy đó, chứ không phải Đức Phật xuất hồn, quý vị hiểu không? Đó, có nghĩa là thị hiện ngài dùng thần thông, ngài ngài thì ngài dùng thần thông để ngài biến ra, gọi là biến ra để cho dễ hiểu ha, một vị hóa Phật đó. Về vị hóa Phật đó, đó có khả có như có lập trình sẵn gì đó, à, thuyết pháp trên cung trời đạo lợi đó, thuyết pháp này nói gì vì phải hiểu rõ như vậy. Còn khi mà nói là Đức Phật xuất hồn thì nó sai thưa quý vị. Thì khi bởi vì dùng chữ hồn ở đây là nó có cái bản ngã thì đã sai cho tinh thần mà giáo lý vô ngã của ngài. Thì tôi thấy cái phần mà trả lời nó hiện tại cũng khá đầy đủ rồi, cho nên cũng không có muốn nói thêm tại vì sẽ rất là loãng. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Thì sư giải thích thêm một tí xíu để cho quý vị tránh cái chuyện mà quý vị nghe Đại Đức Tuệ Tường nói xong quý vị bị rối đó. Là sư Tuệ Tường có nói là khi mà Đức Thế Tôn mà lên cung trời Đau Lợi để mà thuyết A Bí Thăm Má đó, thì khi mà ngài lên là ngài lên bằng cả thân và cả tâm của ngài. Và khi đến thời gian khất thực, khi đến thời gian khất thực thì ngài đi qua xứ Bắc Cu Lưu Châu, ngài khất thực và ngài dùng thần thông, ngài tạo ra một vị hóa Phật ở đó để tiếp tục dạy A Tỳ Đàm đó. Và sau khi mà ngài xong rồi đó, ngài quay trở về thì ngài lại tiếp tục ngài giảng tiếp đó. Nói như vậy là để cho quý vị đỡ bối rối rồi. Và trước khi kết thúc á, thì có một số cái câu hỏi như là cái bạn Tịnh Khôi hỏi về cái việc á, là bây giờ đi chùa mà làm sao là ba mẹ là không có vui, thì sư cũng đã trả, do nó trùng á cho nên là sư đã trả lời qua email rồi. Bạn Trung á, hỏi về cái chuyện là cúng dường tiền thì sư cũng đã có câu hỏi trùng rồi cho nên là sư không trả lời nữa, kiểm tra email ha. Rồi Tịnh Khôi thì hỏi là về cái ngũ vị tân á, thì cái ngũ vị tân sư cũng đã trả lời rồi đó. Và cái bạn Quang thì hỏi là cư sĩ tại gia có chứng A-la-hán hay không, thì cái này là sư cũng đã có video rồi. Rồi Tăng Xuân Dương thì hỏi cái chuyện mà coi ngày coi giờ thì sư đã trả lời qua email, kiểm tra email ha. Lê Đức Thanh hỏi về chùa Nam Tông có nhận tỳ kheo xuất gia hay không thì sư cũng đã trả lời đó. Và xin thưa là chúng ta nên tập cái thói quen là trước khi đặt câu hỏi nên kiểm tra, tại vì có rất nhiều những cái vấn đề của chúng ta là sư đã trả lời rồi, thì như vậy á quý vị sẽ đỡ mất thời gian chờ ha, và sư cũng đỡ mất thời gian để mà trả lời qua email cho quý vị rồi. Và xin chia